Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay em đầu xuân năm mới, em ghé thăm cái vườn na mà trước Tết em có làm video á, để cắt cành tạo tán á, và kết hợp làm trái luôn. Thì hôm nay hai anh em ghé thăm cái vườn này đây, để xem là tình hình nó thế nào rồi. Bông bắt đầu ra nhiều, bông dày bông. Đây, bông nó ra cũng được đây. Nói chung cũng tạm thôi chứ chưa phải là đạt lắm này. Đây. Đấy, nhưng mà na thế này là em thấy là cũng tương đối ổn này. Thì thời tiết cuối năm thì cắt đến giờ phút này là cái vườn này được khoảng 10 ngày. 10 ngày hôm nay cái hôm cắt là hình như là vào ngày 25. 25 tháng 12 âm lịch mà hôm nay là ngày mùng 6. Thì được 10 ngày rồi. Bông đây thì ra bông theo thì cũng nhiều đấy các bác này. Đấy, đây. Đây. Chủ nhà đi hôm vừa rồi có điện cho em báo là phun cái thuốc gì. Em nói là trong cái giai đoạn này thì chúng ta nên phải bảo vệ cái chồi này nhá. Điều đầu tiên phải bảo vệ cái chồi này, không được để cho nó bị chích hút. Bông cũng đạt lắm này chú Dương này. Này. 1, 2 này. 3 này đều đấy, bông này cũng đều đấy. Bây giờ lên kêu bà này. Bơm một đợt cấp bông ấy. Đây là có cái con bọ xít muỗi hay gì rồi đây này. Này bơm chị bỏ xít muỗi với cả kích bông. Cái này là không xịt là nó sẽ chích hết. Rất là dày bông. Đây, bông ra này. Có cả con sâu ăn lá rồi đây này. Cái này phải bơm ngay dày lắm mày. Bơm ra khá đạt đấy. Bông ra nhiều đúng không? Bông ra. Trời nào cũng có bông hết nhưng mà bây giờ phải bơm liền. Thường là cái bông nó ra ở gần ngay cái cuống luôn này này thì là cái bông nó rất to và mập này. Đây này. Đấy. Chứ nếu mà nó ra được một khúc khoảng 2-30 phân ấy, nó bắt đầu nó mới ra cái bông ở ngoài đầu cành ấy là nó bông nó sẽ yếu. Đấy, vườn này đẹp chứ. Tầm này thì phải phun thuốc rồi các bạn. Phun từ khi mà nó mới ra nhú nhú. Nó mới nhú. Kế tưới chưa? Hình như tưới rồi. Hình như tưới rồi hả? Mới tưới nhưng mà đây, bông nó nhú ra, cái bông nó ra này. Thời điểm này thì không nên tưới. Chưa nên tưới. Nhưng mà do vườn này tưới rồi. Vườn này tưới rồi. Tưới như này nó tưới chưa? Bờ tưới rồi. Tưới rồi à? Mới tưới. Tưới rồi thì nếu mà sợ tưới ẩm quá là nó sẽ cái này hình như tưới rồi này em ạ. Tưới rồi. Hình như mới tưới chắc mới tưới đây 3-4 ngày. Ừ. Trước Tết này vẫn còn ẩm. Cái tầm như thế này thì bây giờ là nhiều bác sẽ phân vân mà không biết phun cái gì. Thì đầu tiên cái này là chúng ta phải cung cấp được cái vi lượng cho nó này, để cho cái lá này nó xanh đều này, nó không bị xoăn này, không bị vàng này. Vi lượng là một. Cái thứ hai nữa là cái thuốc sâu là phải có. Nhưng các cái thuốc sâu các bác tránh trường hợp nhé. Sáng nay có bác điện cho em bảo phun cái thằng Movento là nó nóng. Là đúng rồi, Movento nó nóng. Tại thằng đấy nó lưu dẫn hai chiều nhưng mà nó nóng. Thằng ấy chuyên trị dẹp sáp. Tránh trường hợp mà đi phun Movento trong giai đoạn chồi non với cả bông non thế này. Các bác có thể ra ngoài tiệm các bác hỏi là các cái dòng thuốc mát bông mát trái ấy, các bác phun. Ưu tiên sử dụng sinh học các bác nhé. Rồi. Đấy, ưu tiên sử dụng sinh học và bám dính. Lúc này các bác có thể sử dụng là thằng thuốc sâu có thể trộn lẫn giữa hai dòng lưu dẫn và tiếp xúc vị độc. Phun nhẹ thôi. Nhiều cây rất là đạt bông. Ui trời ơi, cái này bông này. Tuyệt vời luôn này. Bông rất là đạt. Đây các bác này, này. Ra này, bông chi chít luôn này. Đấy. Bông rất là dày luôn. Này, cái này này ra này. Độc bông không này. Bông không. Một ra một cái này mà có 3 cái chồi rồi thôi mà nó ra đến nhiều nhìn đầy luôn này. Đó. Như cây này nó đạt. Như cây này nó đạt. Ừ. Cái này phải bảo vệ được cái chồi này là cây này tầm khoảng 15 đến 20 ngày nữa là tuyệt vời này. Nhưng mà thấy bắt đầu có bọ xít. Đoạn giai đoạn này các bác thật sự là lướt qua nước đấy nhá, không được tưới nhiều nhé. Tưới nhiều nó đẩy cái chồi này này. Đẩy cái chồi này này nó thành cái chồi vượt này. Đấy, nó đẩy cái ngọn này ra, cái bông này nó sẽ đẩy nhanh ra là cái cuống này nó dài, nó rất là nhanh rụng. Nên là lúc này là chúng ta không lên tưới ẩm quá. Thứ hai nữa là chúng ta lên kết hợp thêm một ít 10-60-10 nữa.
các bạn nhé, nên kết hợp thêm một ít 10-60-10 để cho cái đọt này nó đi nhẹ thôi, chứ không được đi nhanh. Cái da này nó có cái gì mà nạ nạ, cái nhánh này là cái nhánh thực sinh. Đây là cái nata này, nhánh này nhánh nata này, thực sinh này. Đấy, thực sinh nó không có cái bông luôn luôn. Đấy, làm na và nhà này chưa biết, thành ra để luôn cả cái nhánh thực sinh này. Tại sao cây này sao không vậy? Cái vườn na này là lấy giống của em các bác nhé, vườn này là lấy giống của em. Đấy, nên là mới trồng được có hơn một năm thôi. Vườn này được hơn một năm thôi. Đây này, cái nhánh này là không có cắt này. Cắt chán đâu. Đấy, quên cắt cái nhánh này. Nó ra ngút tận đầu cành luôn. Tại sao chúng ta phải cắt? Vì lý do nếu mà các bác từ đây ra, các bác bấm từ đây này thì cái chồi nó rất là đẹp, nó mập. Đấy, nhưng mà để ra ngút đầu cành này này. Thì để cái chồi nó ra này. Bông. Nó có bông đây nhưng mà nó rất là bé. Bé tí luôn. Đấy, nó bé này thì nó không thể đeo trái được. Anh chị, cây nào cũng có bọ xin muối hết rồi. Nhiều lắm. Cái này chắc không phun sao, không, vừa rồi mới hỏi thuốc mình mà. Anh hướng dẫn cho là ra ngoài tôi mua cái thuốc đây này. Cây này, thuốc sâu bột đấy. Mới nhìn sơ sơ hai con, ba con. Thuốc ra thuốc sâu bột cộng với cả thằng vi lượng. Cái thằng này không bơm được mấy. Cái này ra đánh cho nó một lần vi lượng, xong là đánh cho nó hai lần đấy, cái thằng hai lần cái thằng amino acid, xong rồi chuyển sang là dùng bo canxi là tuyệt vời luôn. À, xong cái khu vực bên này xem nào, có đạt không? Cây này mà vài bữa nữa thì nó đẹp thôi rồi luôn nhỉ. Ui sự bông lia xia luôn này. Này, chặt bông của này các bác này. Đấy. Tại sao những cành bấm sau thì cành như thế này này, ngọn nó lại sai bông nhỉ, nó mạnh nhỉ? Ở đâu em? Đây này, những cành nó không. Em biết là sao không? Nếu mà ta bấm gần ở trong á, thì là cái mắt bông, cái mắt mầm của nó, mắt ngủ của nó rất là nhỏ. Nên nó ra ngoài, càng xa ra ngoài một tí thì là cái tỷ lệ nó ủ mầm ấy là nó rất là cao. Nó sưng cái mắt lên cao lắm. Đúng rồi. Thấy dài đầu cành. Cái vườn này kể ra là anh vẫn thấy rằng là chủ nhà nó bấm hơi vào một tí. Ví dụ những cái cành này có thể bấm cao lên một tí này. Thường để ý những cái cành bấm dài nó rất ra bông, rất là sai bông. Nó ở phía ngoài ấy là chúng khi chúng ta bấm ấy là chúng ta phải để ý là nó có từ cái mắt bông mà từ cái cành này này. Từ cái cành chĩa ra này từ khoảng 1 gang đến 1 gang rưỡi là cái vị trí đấy là thường cái nó khi mình ép cây là cái mắt ngủ với mầm ngủ của nó rất là sưng, rất là to. Nên khi mình bấm là nó đẩy cái bông ra rất là đẹp. Từ cành chính bấm ra phải để xa ra một tí nữa đúng không? Ừ. Đây, như cành này bấm hơi cụt phải để hơi cụt dài ra tí nữa. Cành này hơi cụt đấy, nên là mình để ý là khi bấm là mình để xa là cái từ cái nhánh nó ra một tí. À, như cái này này. Đây nhá, từ đây nhá. Đây là 1 gang rưỡi này. Thì ra đây là cái mắt ở ngoài cùng này bao giờ cũng đầy bông luôn này. Đấy, nhá. Cứ căn ra tầm khoảng hơn một khoảng 25 phân nhỉ. Ừ. 20 đến 25 phân. Chứ nếu mà bấm ở trong mà bấm cụt quá là nó kém. Đấy, thường là cái chồi ở ngoài đầu cùng ấy. Đây này, nếu mà nói về đi đọt này, đây này, cái này là chuẩn bị đi đọt này. Cái lá này là nó gọi là đi đọt đây này. Lá là to này rồi. Đấy. Lá gần như bàn tay rồi đấy nhá. Nên là cái này là do bị dư nước đấy. Vừa vừa đấy các bạn. Lá nhỏ nhỏ thôi. Độ khoảng 34. Cái này mới tưới này. Cái này mới tưới luôn. Cái này mới tưới. Cái này quá ẩm. Cái này đấy, cây đi đọt nó kiểu mỡ mỡ như thế này này. Đấy các bác thấy không? Cái này mới tưới chắc phải. Nhánh này là mỡ mỡ này. Cái này bây giờ là nếu mà chủ nhà được cái chủ nhà phải đẩy thêm cái thằng siêu lân vào đây 16-10-10 á. Cộng với vi lượng hoặc là cộng với amilo với thuốc sâu cộng với cả thằng 16-10. Phải đi được 2 lần 16-10. Thằng này có cần phải hãm một pha thuốc hãm đọt vào không? Thì phải chặn vợi đọt vào chứ. Đây này, như cái này bị đi đọt đây. Cây mà bị đi đọt thì thường cái bông nó bị teo. Đây này. Như cây này teo bông. Đây các bác thấy này, đây cái bông nó teo luôn vào này. Đấy. Bông teo luôn, nhỏ tí. Teo hết bông. Lá này to như bàn tay thôi. Là đây là đọt. Chứ còn nếu mà những cái ngọn nó nhỏ nhỏ là nó sẽ đi bông teo hết bông.
Lá to thế mà, đây này. Các bác nhìn này. Nhánh này bự chà bá này. Cây này hư. Thêm một cái nhánh này đi cũng không sao. Đây này, các bác để ý này. Cây mà đi đọt cái lá to bằng màng này thì cái bông nó bé tí này. Đấy. Nên là khi mà nó ra nó tầm nhú nhú là chúng ta đã phải đi cộng thêm 10 60 10 vào rồi. Để cho nó hạn chế vấn đề đi đọt. Cây này bị nghiêng rồi đổ mà. Cho sẽ xuống mấy cái cây này xem này. Cây này đợt trước anh ra anh xem anh bảo là phí quá một lần tán. Cây trước mà cắt tán mà một lần rồi bắt đầu để tỏa ra. Xong rồi bắt đầu vừa rồi mới làm trái thì được bao nhiêu cành rồi. Cắt sâu vào như thế này á là thường nó mọc cái chồi này là chồi cành. Chồi vượt á. Thì nó bông nó ít lắm. Giống như cây bưởi đấy, cái nhánh mang trái là thường là phải là cái nhánh nhẹ, nhánh nhỏ. Cái vườn này cắt cành chưa được chuẩn. Đây này, vườn này đợt trước này, cái nhánh như thế này em này. Bây giờ cắt chủ yếu là ra chồi vượt nhiều này. Đấy, ngày trước ấy mà nó lên cao như thế này rồi, nó cắt ngang đây này. Chúng ta đây bắt đầu nó đẻ ra nhánh nhỏ này. Chúng ta mình để thường là một cành này phải để hai chồi. Ừ. Phải nuôi ngay từ đầu làm hai. Nuôi ngay từ đầu. Chồi. Thực tế chủ nhà ở cái vườn này thì cũng nhiều việc quá chắc cũng không làm bài bản được. Vườn này đang đẹp lắm, bán đẹp. Phụ nữ thì khả năng là họ cũng đi suốt ngày đi giao hàng như thế thì làm gì có thời gian mà chăm. Vườn này phải sáng khó lắm. Làm cái này nói thật với các bác làm na là phải có người theo dõi phải chăm được. Chứ không phải là bảo được cứ vứt đấy là được ăn thì nó cũng thật sự là khó. Tầm này này, ui sủi bông này các bác này, đấy không? Chặt bông vào luôn này. Tầm này bây giờ em nói với các bác là phải răng đọt rồi. Mà ngay cái tưới là hỏng rồi này, tưới một phát và tưới mấy ngày rồi mà tưới sũng nước thế này rồi. Nó đi đọt mạnh lắm, chịu không nổi đâu. Vừa vừa thôi, ta chỉ lướt qua thôi. Chứ cái đọt nó hơi cằn cằn ấy thì là nó ra cái bông nó rất là đạt. Đây này, cái đọt mà cứ cằn cằn như thế này các bác thấy cái bông nó ra trước cái lá không? Đấy, bây giờ chúng ta phun vi lượng này. Đấy, xong rồi kết hợp với cái thằng 16-10 là ta sẽ làm cho cái lá này nó sẽ hạn chế, nó không có mạnh lắm, nó vừa vừa thôi. Thì là cái bông nó rất là mập. Mà cái bông nó mập thì nó dễ đậu trái. Đấy, chỉ còn cái bông mà nó đẩy lên, cái đọt mà nó phóng ra dài, nó ca, nó mạnh quá là nó sẽ. Đấy, ví dụ như cái đọt này này, đọt nó phóng ra mạnh thì cái cuốn bông nó sẽ dài. Đấy, cuốn bông dài mà bé thì chắc chắn là nó sẽ không đậu. Vườn này thì vườn tơ thì không đòi hỏi nó nhiều quá. Vườn tơ thì ta phải chấp nhận là nó sẽ không thể đạt bằng vườn kinh doanh được. Nhưng mà cái vườn này thì nói chung cơ bản thì nó cũng ổn rồi. Cơ bản là cũng ổn. Vườn này bỏ phân, bỏ sát gốc quanh chị. À, ném phân vào gốc luôn hả? Ném phân vào gốc cây chết. Người nông dân của mình thì vẫn hay có một cái thói quen các bác. Khi bón phân là cứ hay ném vào trong cái gốc của nó. Có một số cây chết là vì nó cháy gốc. Đấy, nhiều cái phân thì cứ tống vào gốc ấy, là nó ảnh hưởng đến cái vỏ ở cái gốc ấy. Nân với vôi thì không sao, chứ còn nếu mà ném kali với đạm thì NPK thì chết cả cây luôn. Cái này nếu mà ấy cũng nhiều ấy chứ nhỉ, bông cũng sáng ướm ấy, dày bông buộc mập. Ừ. Bông mập quá trời. Mỗi cành này chỉ yêu cầu nó đậu một trái thôi mà. Đấy, cành này chỉ cần nó đậu một trái thôi là cây này có khoảng chục trái rồi. Nhưng mà vườn này tưới sớm quá. Vườn này bây giờ không xử lý kịp. Mới 10 ngày mà em thấy đã tưới cách đây chắc phải mấy ngày nhỉ? Tưới chắc phải cách đây mấy ngày nhỉ? Không, chắc cái vườn này chắc khả năng mới tưới 2 ngày hôm nay. 1 đến 2 ngày hôm nay độ ẩm cao. Gió nó hút như thế này mà nó vẫn ẩm cao. Vườn này bây giờ không xử lý là không vẫn ẩm hư.
Cái này mới được hơn 15. Như những cây này, như cành này, này nó teo chắc hết được khoảng 10 17 18 tháng. Đấy, cành này có hoa nó teo hết này. Đi đọt nước. Cái này bị đi đọt này em này. À, nhìn lá này màn màn này là biết đi đọt rồi. Đi đọt thế này thì là không có bông rồi. Như cành này nó teo hết. Và to này nhưng mà bài không nó teo hết. Và ra này nhưng mà mấy lúc nó teo. Các bác thấy cái cành này nhìn đã không? Đây dít nhỉ, ba bốn cành này. Đấy, nó cứ đi dần dần này là đẹp này. Đấy, cứ đi dần dần đi kiểu này mà bông nó ra to tướng này, lá này nhỏ nhỏ này là sướng này. Này. Lá nó cằn nó xoăn lại. Ờ, đấy, bông nó ngay sát là thân chính này này là nó đậu trái to lắm. Chứ nếu mà nó ra cả gang bắt đầu bông nó ở phía ngoài thì lại không ăn thua. Như những cái cành này để ý là mấy cây liền đạt. Tầm này nó đạt. Cứ nó lên cái tầm thân chính này đạt. Em thấy cái mắt của nó khi nó sưng này. Đó. Đấy, mình cắt từ đây này một gang này. Cái nào ra nó cũng vậy, cũng mang theo bông. Này, cái này này, cắt lên một gang rưỡi đúng không? Chứ nếu mà cắt ngay đây thì cái mắt mầm này nó bé quá, nó ra thì lại ra lá. Đấy. Nên là nếu mà làm ấy thì phải tạo tán thường xuyên. Làm phải tạo tán thường xuyên. Vừa này thì có tổng là 160 cây. Theo chủ nhà báo là 160 cây. Năm vừa rồi thì trái to lắm. Để nó ra lõi thế là bảo ăn ngon lắm, đất này ăn na ngon lắm. Nhưng mà làm vẫn để nó chết nhiều quá. Gọi là lọt sọt, trồng chưa được bài bản. Phải đều vườn làm phải đều chứ còn khi trồng không thấy cắm que cắm ghiếc gì luôn, mà để đổ gãy nghiêng ngả ngâu hết cả lên. Trồng nhiều loại cây, có sầu riêng này, cà này, hú sữa này, bưởi này, na này. Đi anh em mình về đi. Vâng, thế các bác nhá, hôm nay em tranh thủ đi với một người em nữa ra kiểu xem cái vườn này. Hôm trước em có đến, em quay video, em hướng dẫn cho bác cái làm cây, cành, cây, cái cắt cành rồi đấy. Thì hôm nay là được 10 ngày. Thì ra xem lại cái vườn thì cũng tương đối ổn. Nói chung thì cũng tương đối, chứ không phải là 100% ổn. Nhưng mà cũng cơ bản, ví dụ như cái cây này thì cũng đạt được khoảng 70% theo yêu cầu. Đấy. Thì... sắp tới em sẽ hướng dẫn cho cái chủ vườn này phun xịt, kiểm tra. Thực tế em nắm được là chủ vườn ở này là rất là bận. Tại vì đang làm công việc là chạy giao hàng, nên là rất khó có thời gian mà chăm sóc kỹ lưỡng cái vườn này được. Nên là em mới chạy ra, em không liên hệ với chủ nhà, chạy ra để xem thôi. Thì có gì em sẽ trao đổi qua điện thoại để chủ nhà làm. Còn làm được, thực hiện được bao nhiêu thì đấy là vấn đề của chủ nhà, mình không can thiệp sâu được. Thì đầu năm mới chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhé, làm kinh tế thật thành công. Chào các bác nhé. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho lá thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng, cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.